Rồi Tùng xin chào mọi người nha. Chào mọi người đến với clip hôm nay của Tùng. Hôm nay Tùng có hai con máy muốn bán cho mọi người và một con máy ngang sale lại cho mọi người nha. Ở đây Tùng sẽ có một con máy hãng Tika của Nhật nha. Tika của Nhật. Size này là size cổ biển. Và một con máy Ben của Mỹ, là Ben là đời 1 nha mọi người nha. Ben tộc quay 1. Đời mới bây giờ là Ben tộc quay 2 nha. Rồi. Ở đây khách nhờ Tùng sale lại con máy này nha. Bữa trước là bán con máy này là 3,5 triệu nè. Bây giờ là sale xuống còn 2,9 triệu luôn. Để sale nhanh tại vì anh khách cần tiền mọi người nha. Hộp sách này. Hộp sách này. Bao này. Đây, bữa trước là Tùng bán khách nhờ thanh lý 3,5 triệu. Đó, bây giờ thì thanh lý 2,9 triệu luôn. 2,9 triệu là bao ship luôn nha mọi người nha, tại anh khách đang cần tiền á. Máy sẵn da dù bê full nồi độ nấm nha. Hàng của Japan nha. Con này đợt trước anh khách mua của anh Dũng Leo Fishing dưới Vũng Tàu mọi người, 7,5 triệu nè. Giờ thanh lý lại mọi người, thanh lý là 2,5 triệu luôn nè, 2,5 triệu nha. Dây bê nó đánh vào này cho mọi người nha. Đó, giá 2,9 triệu bao ship cho mọi người. Máy này tay phải nha, đầy đủ hộp bao, đầy đủ hộp bao nha, như thế này nha. Đó, khi ship thì tụi mình ship như thế này cho mọi người luôn, hộp bao sách đầy đủ hết cho mọi người luôn. Đó, anh em mà thích anh em tầng tay phải thì thôi tham khảo con này nha. Máy thì máy của Nhật, dòng quay là 6.3, thu dây là 71 cm, matras 6 kg, trọng lượng là 225 g nha. Sắp đặt chính là một con lăng. Đấy, dây này mọi người 0.3 vào được 80 m nha. 0.29 vào đường 135. Đó. Hàng của Nhật nha. Đi Japan. Tem đây qua. 100 h nha. Đầy đủ hộp luôn. Mua thì mua mới, lúc mua thì nó mắc rồi, cái thanh lý lại thì giá nó sẽ rẻ nha. Rồi, ở đây Tùng sẽ có một con máy đặc biệt hôm nay. Đây là con máy của Nhật nha, con máy Tika. Giá mới con này tầm khoảng 8,5 triệu. Tại nó chạy khoảng 13-14 mắc đạn, nó ngang với con Ben nha. Đây, con máy Tika này là chuyên câu biển nha. 14 building. Thông số nè mọi người. Thông số này 700 g. 14 mắc đạn, ngang ngửa với con Ben luôn người. 14 mắc đạn và một con lăng. Bảo đảm kháng mặn nha. Thông số dây là 0.5 và 190 m. Con máy này nó khá là gọn luôn. Khá là gọn. Là con này đầy đủ hộp luôn mọi người. Đó, con này cạnh tranh với con này là con cao cấp nhá. Nó cạnh tranh với con Sara, với con là Sajadit luôn. Con máy chúng ta nè. Tay quay nè, hộp rất xịn sò nha. Cái hộp này thì nó giống như cái hộp của con Ben người, nó sẽ có 2 tầng để nó bảo vệ. Ở đây nó sẽ có hai cái chai dầu mỡ hang Tika luôn. Hai chai dầu mỡ này là zin của nó luôn nha. Đây. Hộp của nó người. Đó, như vậy, đỡ con máy vào và đỡ các cái phụ kiện vào đây nha. Nhưng mà khi đi câu mọi người không có mang cái hộp đâu, mọi người chỉ cần mang cái bao máy thôi được rồi. Đấy. Một cái hộp rất xịn sò nha. Giờ đỡ qua một bên nha. Ok, vậy đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua thông tin của máy nha mọi người nhé. Thông tin của máy này. Đây là thông tin của máy nhé. Hãng Tika mọi người nhé. Là hãng của Nhật. Đây. Tika của Nhật nha. Thông số nó này mọi người. Đây, thông số nó này. Nó giống như cái hộp kia nha. Có thông số rồi, nãy Tùng có đọc mọi người á. Ở BE nó mọi người. BE là BE số 5 24 kg. Ratio là 5.4 nha. Thu dây là 117 cm. Cái lực matras con này ghê quá mọi người. 30 kg luôn. Cái xích cứng của pin người. Kéo trực tiếp với cá là 30 kg. Lực matras con này khủng khiếp luôn người.
hàng là hàng Nhật nha, nhưng mà người đừng có so sánh với những như con chai đích của hãng Malay nhé. 14 mắt đạn này, đấy 14 mắt đạn nha, ngang ngửa con Satiga luôn, size 8000H nhé, size đó size 8000H và đó là thông số của con máy nha mọi người. Rồi đây là cái tay quay, thì đối với tay quay cái dòng Tika này nó sẽ có khắc ở trên này luôn nha, tay quay đặc biệt luôn đó. Tôi cầm cái đúng như thế này mọi người chỉ cần cầm vào thì nó sẽ dính. Cái này là bằng mút nha, mút, và đây là kim loại hai bên này, ốp kim loại này, và nó khắc Tika luôn nên nó rất là tay quay này khá nhẹ luôn, khá nhẹ nha anh em, có thể là độ tùy sở thích anh em. Như câu biển này, câu cá lớn thì mọi người cần cái sự mà dạng như vững chắc á, thì mọi người sẽ sử dụng cái đấm này luôn, nó sẽ chắc luôn nha. Đó, tại vì siết cốt hai tầng, trên bản siết cốt hai tầng như thế này nha. Rồi. Đây là cái con máy chúng ta, nó sẽ có một cái đai chùm, và cái này là nó sẽ là cái nắp và cái dặn bên tay phải nha, lại lá thắng của nó mọi người. Thì đó mọi người đổi á, mọi người tham cái này mọi người sẽ gắn trước và sau đó là cái nắp. Đấy, là mọi người sẽ gắn cái này vô trước nè, gắn cái này vô trước bên này, mọi người đổi lấy cái nắp này ra và lấy này ra luôn, gắn cái này vô trước, rồi sau đó mọi người sẽ gắn cái tay quay nha, cũng giống như bên này, tháo dòng này ra nè. Rồi và đây là cái nắp bên tay trái này, là mọi người sẽ xoay vào này để nó khỏi nước vô nè, mọi người tháo cái nắp này ra nha. Cái nắp này tùng thử mà sao nó cứng ngắc mọi người không biết nữa, lâu quá tháo sao nó hít vô mọi người á, hít nè. Hãng Tika mọi người nha, máy thì còn nguyên zin nha. Đó, máy còn nguyên zin, 14 mắt đạn nè. Con máy này thì cái màu của nó bị nhâm nhâm mọi người, giống như mà người nước ngoài mà sưởi nắng á mọi người, dạng da trắng mà dạng như mà sưởi nắng là để cho cái da nó ngâm á, thì cái này cũng vậy nha, cái này nó ngâm ngâm nha, nó ngâm ngâm y như vậy luôn. Đấy, nó ngâm ngâm càng độ to nè. TG8000H nha, dòng quay 5.4. Đây ở trên đó mọi người, trong viền có một đẹp nè. Cái con này thì nó muối nó ăn chỗ này xíu mọi người nha. Đây. Còn con lăng thì bình thường hết nha, con lăng quay bình thường. Và những cái này thì nó bị chày, căn bản nó bị chày nè. Đó. Đó. Cái mô bin của con này nó kêu rất là to mọi người nha. Đấy, mô bin kêu to lắm. Chỗ này nó làm bằng carbon nè. Hai dòng này làm bằng carbon nè. Lá thắng carbon nha. Cốt bên trong nó mọi người, cốt bên trong nó giống như con Stella vậy đó. Nó là cốt đơn nhưng mà cái cốt nó rất là to luôn, mọi người nhìn cái cốt này đó, dầu mỡ nó nha mọi người nha, cái đây là cái mỡ nó này, cái mỡ của nó, cái mỡ này, mỡ của nó nha, cái này cũng là mỡ nó nha, mọi người nhìn thân kỹ mọi người tưởng là xét nhưng không phải mọi người, đó là mỡ nó, cái mỡ màu đà mọi người, đây mỡ nó luôn nè, cốt nó mọi người nhìn thấy cốt này, cốt to tảng thần luôn. Cái này là cái phần bây giờ cái miếng lông đờn này mọi người, miếng lông đờn giống như cái này, cả hai miếng lông đờn này, hông bộ pin này kiểu rất là to luôn nha, hỏng con này kiểu rất là to luôn. Ở trong cái cối của con này thì nó có bị oxy một xíu nè mọi người, ở dưới này nè nó có oxy một xíu, tại cái con này là người ta có biểu mọi người, nó có oxy một xíu này, còn những cái này thì không có ảnh hưởng gì hết. Dạng nước biển nó dính xuống dưới này mọi người, nó bị oxy một xíu nè, nó bị oxy nha, này. Oxy. Còn cái này thì nó bị nhâm màu nha, da nó đổi màu mọi người, da đổi màu này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test cái độ hoạt động của nó nha. Con máy 8000 này thì cái body nó như cái con, nó gọn hơn cái con, nó gọn hơn con Stradic nha, tại nó ngắn nè mọi người, nó giống như con Satiga 5000H vậy mọi người, ngắn khúc thôi, ngắn khúc như thế này thôi. Hoạt động thì êm mượt,
Đó, con này là cạo cá lớn luôn, anh em đi câu biển thì vô tư luôn nha. Giá cạnh tranh với con Sara chứ con sợi trái đất luôn. Giá con này là 3,9 triệu, bao ship cho người luôn nha, bao người cạo cá, hàng của Nhật, giá mới nó là 8,5 triệu, bán 3,9 triệu, bán chưa tới phần nửa giá luôn nha. Đây. Nếu anh em không không có ngại những cái vết như thế này, vết ố nha mọi người nha, chứ không phải là bị chóc sơn này lại, vết ố nó là vết ố nha, nó chỉ bị này oxy hóa ngay này nè, cái nước biển nó dính nè, khi mọi người tua dây vô thì nước biển nó dính ngay mép này nè. Đấy, còn phần này là đỡ xuống nó bị chày, tại người ta câu ghe câu thuyền bên Nhật các mọi người, thế sẽ bị chày nha. Đít thì ok, nó cái xước dâm dâm trong máy thì ok hết nè, tika nè. Tùng làm con máy kỹ nha mọi người, thông cảm nha, nên nó hơi dài một xíu đó. Máy thì êm mượt, nguyên zin hết nha. Ok, Tùng nghe điện thoại nha. Dạ alo à? Dạ có anh. Dạ 975 Trần Hưng Đạo, phường 5 quận 5, ngay ngã tư Trần Đạo Hưng Đạt, nó có tòa nhà Vietcombank á, anh đến đó anh alo em xuống nhé. Dạ là ngay chỗ cái chủ ATM anh alo em xuống là được, tới ngay chủ ATM alo em xuống nhé. Dạ ok anh. Rồi đây là cái đai của nó nữa nha mọi người nhé, đó giá 3,9 triệu, Tùng bao ship cho người luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua con máy thứ hai. Con máy thứ hai này là con máy bên tục quê nha. Bên tục quê là một con máy bên cao cấp của hãng bên nha, do chính Mỹ sản xuất nha. Đây là con bên tục quê đời 1, như Tùng có con bên tục quê đời 2 mọi người nha. Con bên tục quê đời 2 nó sẽ là màu full vàng, đời 1 nó sẽ là màu đen như này. Đây là một con bên cao cấp nhé, cao cấp này. Rồi ở đây nó sẽ có hai chai dầu mỡ của bên này. Và đây con máy chúng ta, sổ sách thì nằm bên này, thông số này mọi người, 5.9 này, 564g này, dây thì coi dây thôi, đây 0.46 x 192m nha, quay 5.9 nha mọi người. Con này là đầy đủ hộp luôn nè. Đây con này màu đen, thì con này anh khách nhờ Tùng thanh lý lại nha, radio như con màu vàng của Tùng là Tùng bán 12,5 triệu nha, là con đời mới bây giờ. Còn đây là con màu đen, đây, con màu đen là Mizan and USA mọi người, là con này do Mỹ sản xuất luôn nha. Đó, ngoại hình còn khá đẹp luôn. Bên tục quê nè mọi người, tục quê này là tục quê 1 nha, quay 5.9 nè. Đổi tao quay trái phải, đây mình nhìn ra bạn USA mọi người nha. Đây là mã số của nó này. Đen vàng nha. Hoạt động thì ok hết. Tao quay con này là bằng cao su nè. Anh em mới thợ độ, nhưng mà giờ phải cắt cốt nha. Rồi, đây là hoạt động của máy mọi người. Đối với những dòng bên này mọi người thì nó không có quay nhanh giống như những cái dòng khác đâu, mà nó sẽ có một cái độ hít nha, cái độ hít nha. Đó, máy thì hoạt động bình thường. Rồi giá con này thì anh khách anh nhờ Tùng thanh lý thôi, giá là 8 triệu bao ship nha, không phát sinh phí. Nói chung là hình còn đẹp, hình con này chắc tầm khoảng 96% mọi người, đẹp nè, nó có những vết chấm thôi mọi người nhé, chấm này đó, trên cối này còn rất là đẹp luôn nha. Đấy, giá 8 triệu bao ship nha, anh em có thể đến trực tiếp coi hàng. Đấy, 8 triệu bao ship cho con bên tộc quê đời 1 này, con này là full hợp nha. Rồi anh em nào thích thì đỡ lọc like 1 ký, anh em chưa đăng ký thì đăng ký kênh giúp Tùng nha. Rồi giờ Tùng cảm ơn người nha, bye bye.